Rồi, ok. Xin chào tất cả các bác đam mê ná cao su nhá và xỉ lẻ ná cao su. Thì hiện tại ở đây em đang quay là bi sắt đó. Bi sắt của em hiện tại ở đây thì các bác nào muốn xỉ lẻ theo bao này nhá. Theo bao này các bác lấy theo bao này. Đấy. Hoặc là nói chung các bác thường các bác lấy theo bao này thì giá em sẽ để cho giá thấp nhất có thể nhá. Thì các bác có thể vào thương lượng số lượng nhé. Đấy là bi sắt các bác xỉ lẻ nhé. Rồi hiện tại thì em còn rất nhiều các cái mặt hàng khác để bỏ xỉ lẻ như ở đây. Đây là kho của em ha. Ở đây là thun latex các bác nhé. Thun latex từ bi sắt cho đến thun cuộn theo mét này. Thun cuộn theo mét này thì các bác có thể yêu cầu cắt theo yêu cầu. Hoặc là các bác lấy nguyên cuộn các bác tự cắt như thế này. Đấy. Hiện tại thì có thun 0.65, 0.7 và thun dày hơn 1 ly đấy. Hiện tại bây giờ thì nói chung là các đợt đợt sau thì sẽ về 1 ly 2 nhé. 1 ly 2 hiện tại bây giờ đang hết, hiện tại bây giờ chỉ còn 1 ly 5 và một tầm 1 ly 1 thôi. Thun đợt này nó không được dày lắm đó. Dành cho các em anh em mà chế bắn sỏi bắn đá rồi cái thứ rất là nhiều đó. Ngoài ra thì còn xỉ lẻ các cái loại dây ná các bác nhé, dây ná cột sẵn như thế này đấy, xanh đỏ tím vàng đấy. Đỏ 2 lớp, xanh 2 lớp, rồi các thể loại dây mỏng đấy. Các bác muốn xỉ thì số lượng em sẽ để cho giá cực tốt nhé, giá tốt và giá sẽ đàm theo bàn đàm phán đấy. Sẽ luôn luôn cạnh tranh giá trên thị trường, các bác cứ yên tâm đó. Bác vào lấy số lượng giúp em đấy. Lấy số lượng lớn nhé, đợt này về nhiều đấy. Các bác vào thì em sẽ để cho các bác giá tốt hơn nếu có số lượng nhé. Đó. Ngoài ra thì còn có thun freesize này đấy, theo thùng theo cuộn theo hộp như này nhá. Đó, bỏ xỉ theo cuộn luôn, xỉ lẻ theo cuộn các bác có thể lấy nhá. Thun quỷ xanh cũng có này nhá, quỷ xanh cũng có theo hộp theo cuộn này, các độ dày nhá, freesize các độ dày đó. Các bác vào các bác có thể lấy bi sắt về các loại ná nhá, các loại ná rất nhiều, các loại ná các bác nhá, ở bên em rất nhiều các loại ná đó. Các bác có thể xỉ lẻ đây ná lấy ở bên em về bán cũng được. Bên em thì có cái là ná bên em làm rất là cẩn thận, như cái nào ná lỗi lá sứt mẻ xước là bên em đều xử lý hết cho các bác. Các bác lấy hàng ở bên em thì nó có cái ưu điểm như vậy là em sẽ làm cho cái ná nó cẩn thận, làm cho nó ok, ngoại hình nhìn nó ok thì em mới gửi đó, kiểm tra rất là kỹ càng nhá. Đó. Rất nhiều loại ná các bác nhá, nhiều lắm. Đấy. Đợt này mới về nhiều loại ná đẹp lắm này. Đó. Rất là nhiều. Có nhiều mẫu ná lượn đầu trạc rất đẹp đây. Đó, các bác nào xỉ lẻ thì các bác vào tham khảo. Ngoài ra dây thun tròn, thun dẹp đầy đủ hết nhá. Thun theo mét, thun tròn này. Đó, thun theo mét các loại thun tròn và thun tròn cột sẵn có đầy đủ. Đấy. Ngoài ra đây các cái loại xỉ lẻ các bác hay lấy là cái ná nhện này nhá, các cái cây ná nhện như này đấy. Ná nhện này thì các bác lấy số lượng đi, em sẽ để cho các bác giá cạnh tranh nhá. Đó, nhiều lắm. Đây cũng hàng xỉ này, hàng ná mẹt này thì em cũng sẽ xỉ cho các bác đấy. Các bác vào xem tham khảo giá giúp em nhiều lắm, một số mẫu ná bỏ xỉ ở đây. Các bác nào hay lấy cảm thấy mình bán được cái mẫu nào thì các bác có thể vào tham khảo giá bên em nhé. Đó. Rất là nhiều. Bên em có rất nhiều các cái mẫu ná. Rồi 5 châm hít bi các bác muốn lấy về bán có luôn nhé. 5 châm hít bi vòng dù đeo tay. Rồi từ cái lục giác cũng có đủ hết nhé. Các cái loại lục giác cũng đều có. Đấy. Chỉ cột. Đây. Chỉ cột có da ná cao su nhá, da ná cao su cũng có luôn, da to da bé da nhỏ đều có hết đây, các thể loại da nhá, các thể loại da có đầy đủ hết, da mỏng da mềm da cứng da dày, da bắn đá bắn sỏi bắn bi ve da chữ tàu đấy, có đầy đủ hết cho các bác. Các bác có thể vào để thương lượng thêm về các loại giá cả nhá. Đó.
Các bác liên hệ vào số điện thoại ở trên video giúp em nhé. Số điện thoại trên video là 0902. Ở trên tiêu đề video này này, 0902 980193 nhé. 0902 980193. Các bác đừng quên nhấn đăng ký kênh ở góc phải video này và nhấn chuông để theo dõi shop nhé. Các bác muốn xỉ lẻ về cái vấn đề gì ấy, thì các bác cứ liên hệ vào. Đa số bên em có đầy đủ các cái mặt hàng cho các bác nhé. Đầy đủ các cái mặt hàng. Đó. Số lượng thì em sẽ cho các bác giá cạnh tranh. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt tất cả các bác muốn xỉ lẻ ở bên em nhé.